Thôi đến đây mình cũng xin phép mình dừng video lại đây. Mình hẹn mọi người ở các video sau, mà mọi người hãy nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ để giúp kênh YouTube Giáo sư Công Tâm của mình thêm động lực phát triển. Xin chào mọi người. Come on.